Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim huyền thoại Tắc Răn. Các bạn có thấy anh chàng sáu múi mờ lem này không? Anh ta một mình đối đầu với cả bầy khỉ hung dữ. Con đầu đàn chính là Akut, cũng chính là anh trai khỉ của Tắc Răn năm xưa. Trận chiến không cân sức này nhìn thôi cũng biết được kết quả. Tắc Răn phải nói sức mạnh phi thường, nhưng cũng chưa phải là đối thủ của khối sắt kia. Đánh thẳng không lại thì ta đánh lén. Kết quả Tắc Răn xém xíu nữa là bị khỉ đầu đàn đánh cho nhẹ người. Hóa ra năm xưa vì mê gái bò đàn khỉ, lần này anh quay lại để giải cứu vợ mình khỏi nhà độc tài và cứu những thổ dân thoát khỏi chế độ nô lệ của vua Bỉ. Với sức một mình Tắc Răn và những người bạn, liệu họ cứu được đất nước Congo nghèo khổ và người vợ của anh là Gen thoát khỏi nhà độc tài và đám lính đánh thuê hay không? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Năm xưa trong một vụ đắm tàu, gia đình Tắc Răn bị trôi giạt vào một khu rừng có nhiều thú ăn thịt. Mẹ anh vì sinh con trong điều kiện thiếu thốn nên đuối sức, cha anh vì xuống chôn cất vợ nên bị đám khỉ rừng đánh chết. Anh được một mẹ khỉ động lòng thương bảo vệ nuôi dưỡng. Khỉ mẹ Kala xem cậu bé con người này như là con ruột của mình, mặc cho khỉ đầu đàn đe dọa muốn giết hại cậu bé. Vì càng lớn càng khác biệt với các con khỉ khác trong bầy, nên có lần anh suýt bị con khỉ đầu đàn giết chết. Khỉ đầu đàn tích cực đuổi theo cậu bé nhỏ, nó định tẩn cho cậu bé đi Tây Ninh bán muối ớt luôn. Nhưng thấy anh không có sức đáp trả, và cũng vì nể mẹ khỉ nên nó đã tha cho anh. Sau khi con đầu đàn rời đi, khỉ mẹ Kala liền đi đến cậu con trai loài người của mình. Khỉ anh Akut động viên Tắc Răn hãy mạnh mẽ lên. Khỉ mẹ còn nhặt một hòn đá trao cho Tắc Răn, với hy vọng con trai mình sẽ mạnh mẽ và kiên cường như viên đá này vậy. Tắc Răn lớn lên dần hiểu và giao tiếp được với môn thú. Anh dùng cả thanh xuân tìm cách chinh phục chúng. Mẹ khỉ Kala luôn che chở và bảo vệ Tắc Răn trong cuộc sống. Dần dần bầy khỉ cũng đã chấp nhận sự có mặt của Tắc Răn. Khỉ anh Akut cũng đã trưởng thành và luôn tôn trọng em trai. Anh coi con người là kẻ thù vì họ chuyên săn bắt thú rừng. Nhưng khi gặp được Gen, anh liền bị bản năng đàn ông đánh gục. Thấy Gen chơi trốn tìm với bạn, anh đã lấy trộm khăn tay của cô. Gen đuổi theo thì bị anh tiến đến đánh hơi từ đầu đến chân. Nhưng thôi đẹp trai muốn làm gì thì em cũng chịu. Lúc anh ngửi đến phía dưới Gen liền hét lên, làm Tắc Răn giật mình chạy mất. Gen đuổi theo thì bị khỉ đầu đàn nhìn thấy, định tấn công vì bảo vệ Gen nên Tắc Răn bị nó đánh một trận như tử. Sau đó anh được mang về ngôi làng và sống cùng người của bộ tộc. Năm 1880, vua Bỉ chiếm được vùng trũng Congo giàu khoáng sản. 5 năm sau ông ta gánh một số nợ lớn vì đầu tư xây pháo đài cùng tuyến đường sắt trải dài nhằm cô lập vùng Congo. Rôm là một phái viên độc ác dưới trướng vua Bỉ. Hắn thực hiện chế độ nô dịch người dân Congo để xây dựng. Một lần hắn dẫn lính tiến vào trong núi tìm kim cương, đã chạm trán với thổ dân nơi này. Hắn cho lính dàn trận với súng đạn ngập răng, một mũi lao từ trong xương mở phóng ra. Rôm lập tức ra lệnh mưa đạn về phía làn xương, với tiêu chí thà giết lầm hơn bỏ sót. Ai ngán đường đều sẽ được hắn cho đăng xuất khỏi trái đất. Cái kết nhưng thổ dân này đều đã chết ngã dạ dưới đất. Rôm tiếp tục cho quân lính dàn đội hình tiến lên phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã rơi vào trận địa của người thổ dân. Rất nhanh đám người thổ dân núp dưới nước từ trước xông ra. Và thế là chưa được vài phút cả đám lính của hắn bị diệt sạch. Chỉ còn hắn sống sót vì ngồi xó trốn sau khiên chắn. Trước mặt ông xuất hiện cảnh tượng vô cùng bổ mắt. Đống cơ bắp cuồn cuộn nhìn mà hết nước chấm. Một anh chàng cơ bắp sáu múi mờ lem bước ra thì bị Rôm dùng sợi dây trên tay xiết cổ xém ngủm. Tộc trưởng Bông Ga có mối thù với Tắc Răn nên giao kèo với Rôm. Nếu ông mang được Tắc Răn đến thì tất cả kim cương sẽ thuộc về ông. Vừa nhìn thấy viên kim cương bự bằng ngón chân cái, cặp mắt của lão già Rôm muốn lọt ra ngoài mất rồi. Kèo thơm như thế này ai mà nỡ từ chối được kia chứ. Tắc Răn sau nhiều năm rời khỏi cuộc sống người rừng, giờ anh đã trở thành một bá tước giàu có tại đế quốc Anh. Với tên gọi là John Layton đệ tam, hay còn gọi là lãnh chúa dây tóp, Rôm lấy danh nghĩa nhà vua để mời Tắc Răn về lại Congo. Nhưng Tắc Răn từ chối vì di thư cha để lại trước khi chết là muốn anh trở về sinh sống tại quê hương Anh quốc. George là một đặc sứ ngoại giao của Mỹ, ông muốn điều tra về Congo nên thuyết phục Tắc Răn về cùng. Ông ta nói với anh đồng bào anh đang gặp nguy hiểm, nghe đến những người bạn thổ dân đang bị ép làm nô lệ, Tắc Răn đã thay đổi quyết định của mình, trở về lâu đài dây tóp. Tắc Răn nhớ về mẹ khỉ và những người anh em thổ dân, anh quyết định quay lại giúp quê hương mình. Anh muốn đi một mình, nhưng vợ anh nhất quyết đòi theo, vì đó cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Nhưng anh lại hoàn toàn không muốn vì chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Thấy Gen buồn bã nên anh quyết định cho nàng đi cùng, nhưng không được rời khỏi ngôi làng nơi tộc trưởng Cuba quản lý. Người đẹp hạnh phúc ôm lấy chồng mình, nhìn Tắc Răn đúng chuẩn là anh chồng quốc dân của hội chị em mà.
Trên đường về lại Congo, anh gặp lại các bạn sư tử. Đám sư tử quấn quýt anh như những người anh em thân thiết. Jordi lần này được mở rộng tầm mắt. Thật sự đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mãnh thú lại xem con người như là người thân, chứ không phải là miếng ngồi nhìn chảy nước miếng. Quả thật truyền thuyết về Tarzan là một vị thần rừng núi là có thật. Mà lúc này tại bến cảng, bọn lính của vua bị vận chuyển ngà voi lên tàu. Số lượng voi châu Phi bị sát hại phải nói lên đến hàng ngàn con. Rôm xem danh sách những người cập bến ở cảng, biết được Tarzan và vợ anh đã trở về, hắn liền chuẩn bị một đội quân súng ống đến bắt anh. Thổ dân chào đón anh và Jen như những người thân trong nhà. Bố Jen từng là giáo sư dạy tiếng Anh cho người dân trong làng, nên cô đã lớn lên tại đây. Sau đó cả Jen và Tarzan đến thăm ngôi nhà cũ của nàng hồi xưa. Tối đến, mọi người đốt lửa hát hò mừng Tarzan trở về. Sau đó cả hai cùng ra ngoài quán cà phê cây dừa làm bát cơm chó thật ngon lành, khiến Sakura nhìn thôi cũng ao ướt cơm chó 6 ngày 6 đêm với Tarzan. Đêm đó Rom kéo quân lính vào bắt giữ Tarzan và một số thổ dân. Hắn truy hỏi tộc trưởng Cuba rằng tên người rừng đó ở đâu, nhưng ông nhất quyết vẫn không khai ra anh. Cuối cùng hắn ta nổ súng bắn chết tộc trưởng. Tarzan chạy đến cứu ông nhưng vẫn không kịp, ngay cả anh cũng bị rơi vào cái bẫy của hắn ta. Trước khi rời đi, tên ác ôn này còn đốt nhà của người thổ dân. Hắn đang định đưa anh và những người kia xuống tàu thì Jot và những thổ dân khác cầm súng đến cứu. Tarzan đã thoát được, nhưng Jen và một số người bị đưa đi. Rom muốn Jen hét lên để Tarzan chạy đến cứu, nhưng Jen dũng cảm liền phỉ nhổ vào mặt của hắn. Rom bị vẻ đẹp của Jen hấp dẫn nên sẵn sàng bỏ qua. Không sao nè, em đẹp nên em có quyền. Nhưng sớm muộn tên người rừng đó cũng sẽ đến tìm vợ mà thôi. Lúc này Jot kịp thời phát hiện và cắt dây cởi trói cho Tarzan. Sáng hôm sau bọn họ làm tang lễ cho tộc trưởng Cuba. Những thanh niên trai trắng tập hợp lại để giải cứu những người bị bắt. Tên Rom đi thuyền ngược dòng nên sẽ rất chậm. Bọn họ quyết định băng đường rừng để đón đầu con tàu của Rom. Trên thuyền, Rom nhìn lén người đẹp từ xa. Đúng là vợ người khác luôn hấp dẫn trong mắt mình mà. Hắn thấy một người thổ dân và Jen nhìn nhau cười, liền treo người đó lơ lửng trên sông. Lão già còn bày tiệc định tán tỉnh cô. Jen mấy lần định tính kế đều bị hắn đoán được. Ông báo cho cô biết về tù trưởng Bonga sẽ giết chết Tarzan. Nhưng Jen biết năng lực của Tarzan nên không hề sợ hãi. Tarzan và những người bạn băng qua núi rừng còn nhanh hơn các nghệ sĩ trượt băng trên sân khấu, khiến Jot đuổi theo đuối đến đổ mồ hôi tay. Cả nhóm đến một cái vực cao thăm thẳm. Jot cứ tưởng được nghỉ ngơi hồi sức, bỗng mọi người lại thi nhau nhảy xuống nhẹ nhàng như đang chơi. Jot lúc này mặt méo xẹp, đành cắn răng gào thét nhảy theo. Tarzan và đám bạn lại chơi trò đuổi bắt trên cây. Jot chỉ biết vừa đi theo vừa gọi mẹ, kiểu này mà rơi xuống thì chỉ có nước nhẹ người mà thôi. Tiếp đó cả nhóm thực hiện môn võ đu dây của khỉ. Jot cũng cầm vào một sợi dây, nhưng lại cầm nhầm vào một sợi đứt. Thấy thế, Tarzan đành kêu Jot bám vào lưng mình. Tôi là tôi, không có sợ chết đâu á. Chẳng qua sợ cậu đi một mình buồn, tôi mới đi chung thôi. Ngay lúc con tàu chở nô lệ vừa tiến đến, cả nhóm khỉ người đu dây nhảy xuống nóc tàu. Mấy tên lính trên nóc tàu đều bị nhóm người Tarzan xử lý nhanh gọn lẹ, một phát đạp bay khỏi trái đất. Trên xe là nhóm người thổ dân bị quân lính xích lại để làm nô lệ. Tarzan vào khoang lần lượt hạ từng tên một. Một mình anh có thể cân 20-30 tên cũng không có gì to tát cả. Chưa được một phút, đám lính đã nằm lê lết dưới đất. Tên cầm đầu cũng tới liền bị một đạp đá bay ra cửa. Một tên ngứa miệng cũng bị Jot bắn khuân tay hắn. Nếu anh cho rằng đó là phát súng may mắn, thì anh sẽ là người tiếp theo đó. Kỹ sư xây dựng thấy vậy liền run rẩy khai sạch. Ở đây có hàng nghìn người bị nô dịch, và có 20.000 lính đánh thuê hôm nay cũng được điều đến. Tất cả những việc này đều là của Rom. Nếu thuận lợi, ông ta sẽ nô dịch cả đất nước này. Tarzan thả tất cả nô lệ trên chuyến tàu ra, chuẩn bị một mình đi xử lý Rom và cứu Jen. Jot đã có bằng chứng về tội ác của vua Bỉ. Ông có thể trở về vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng ông vẫn quyết định đi theo cứu Tarzan. Hai người đi trên thảo nguyên, bỗng một đàn đà điểu chạy qua. Một con đến gần còn gạ gẫm Jot, làm ông dựng tóc gáy. Đừng ngại, nó là con đực nên sẽ không có thông đít anh đâu mà lo. Jot nghe vậy hoảng sợ tránh xa em nó cho lành. Tarzan ghé qua khu rừng chào hỏi đàn khỉ năm xưa. Jot nhìn thấy chúng liền lấy súng phòng thủ, nhưng nghe Tarzan miêu tả kết cục thì liền bỏ súng xuống. Con khỉ chung mẹ với cậu giờ đã là con đầu đàn. Nó cho rằng anh đào ngủ theo gái nên rất tức giận. Anh phải đấu với nó một trận mới xong chuyện. Biết trước kết quả nên anh dặn Jot, dù thấy chuyện gì xảy ra cũng không được can thiệp. Sau đó một người một khỉ lao vào đánh nhau, nhìn thôi cũng biết kết quả như thế nào rồi. Tarzan ngay lập tức bị đàn anh đánh cho tơi bởi hoa lá. Trận chiến không cân sức, giữa một bên là khối thịt mấy trăm ký, còn bên có vài chục ký thì làm sao mà đánh cho lại cơ chứ. Lúc sau con khỉ đã định bỏ qua cho anh, nhưng anh lại cầm gậy nhảy lên đánh lén nó. Thế là Tarzan lại ăn một trận no đòn nữa. Xử lý xong, anh nó đi đến gần Jot. Jot vội nghe theo lời của Tarzan hướng dẫn, ông quỳ xuống và cúi đầu trước nó, suýt chút còn bị Tarzan lừa liếm mông khỉ đột. Tôi không liếm đâu, chỗ đó kinh tởm dữ lắm, lỡ con khỉ này bị bệnh trĩ thì sao nè. Xong chuyện, nó bỏ đi không thèm lưu luyến kẻ phản bội. Jot giúp Tarzan lấy lại khớp cánh tay bị chật.
sau đó dùng kiến đen khổng lồ khâu lại vết thương cho anh. Tác dân bóc vài con ăn khen có mùi thịt sông khói rất ngon. Rót cũng thử nhưng vị của nó không ngon như anh tưởng. Cơ thể tác dân quá quen với những trận đòn nên khôi phục rất nhanh. Rót thú nhận với tác dân ông từng tham gia quân đội, làm những chuyện xấu xa không khác gì những tên bỉ hiện giờ. Đám voi đi ngang thấy tác dân liền đứng lại lưu luyến. Bọn chúng từng lớn lên cùng anh một thời, bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc giữa anh và voi hiện về. Người ta nói voi là loài động vật có đôi mắt thấu hiểu lòng người. Làm Rót chứng kiến suýt cảm động chảy nước mắt. Gen trên thuyền ra hiệu với anh bạn thổ dân. Sau đó cô cố tình chọc tức tên lính ngốc nghếch. Ngay khi hắn thả anh bạn xuống nước, cô liền nhảy theo. Lúc bọn chúng kéo lồng lên thì chỉ còn cái nịt. Lúc này tên rôm ôm cục tức to chà bá mà không làm được gì. Mà đám hà mã dưới sông rất nhanh phát hiện ra con mồi nên đuổi theo. Hai người bơi qua sông lên được bờ bên kia. Lão già vì mê gái nên không cho lính nổ súng. Biết chúng sẽ đuổi theo mình nên Gen đành kêu anh bạn hãy tìm người giúp. Hai người chia ra mỗi người chạy một hướng. Chạy được một lúc cô gặp phải bầy khỉ. Cô dừng lại quỳ xuống cúi đầu để khỏi bị tấn công. Lão già rôm lúc này cũng đuổi kịp tới nơi. Vì bảo vệ đàn khỉ mà Gen đành theo ông ta quay lại. Nhưng người của ông ta vẫn bắn đạn vào một con khỉ. Tác Gian ở bên trên nghe thấy tiếng hét của vợ, anh liền nhảy xuống rồi phi đến với tốc độ thần thánh. Người nhện mà nhìn thấy tác Gian đu kiểu này có nước gọi bằng cụ thôi, chứ sao mà chơi cho lại anh đây. Đám đàn em của lão rôm ở lại thảm sát đám khỉ. Chúng vô cùng thích thú xem đây như là một trò tiêu khiển, nhưng không biết rằng đây là lần cuối mình tiêu khiển trên đời. Ngay lúc bọn này chĩa súng về con khỉ á cút đầu đàn thì bất ngờ tác Gian xuất hiện, đúng lúc kịp thời cứu được khỉ đầu đàn khỏi viên đạn. Đàn khỉ bình tĩnh lại dùng kế đánh lén diệt được đám lính. Khỉ anh a cút ra hiệu cảm ơn em trai đã cứu mạng mình. Nhưng Gen lúc này đã được đưa đến chỗ bông ga. Lúc này anh bạn Rót mới đuổi kịp tới nơi thì bên dưới cũng đã trở thành bãi chiến trường của người và khỉ rồi. Anh tranh thủ nhặt cho mình một khẩu súng tốt rồi tiến lên phía trước. Tác Gian vừa đuổi theo vừa nhớ lại ngày hôm đó con trai tộc trưởng đi săn đã bắn chết mẹ khỉ. Tác Gian nhìn mẹ khỉ nhắm mắt trong vòng tay đau đớn. Anh tức giận gọi đàn khỉ giết chết hết những người ở đó. Tộc trưởng Bông Ga từ đó luôn coi anh là kẻ thù số một, thề độc rằng có chết cũng không mặc quần chung với thằng này. Đúng là một lời thề độc địa khi đã thốt ra là phải thực hiện mà. Tác Gian đến nơi thì Gian đã bị đưa lên thuyền. Chúng còn mang theo số kim cương, được tộc trưởng Bông Ga trả công cho việc dụ Tác Gian đến đây. Nhưng anh phải đối phó với tộc trưởng Bông Ga. Hai người lao vào đánh nhau một đấu một, nhưng Tác Gian không muốn giết ông ta, nên còn nương nhẹ. Mặc dù tuổi cao sức yếu đánh không lại trẻ trâu, nhưng già thì chơi dơ cho đàn em xung quanh lâu lâu đánh lén. Rót lúc này cũng lần được theo dấu đến nơi, thấy Tác Gian gặp chuyện nhưng không thể giúp gì. Trong lúc sơ suất, Tác Gian bị quân của Bông Ga đâm từ phía sau. Hình ảnh Gen thoáng hiện lên cho anh thêm sức mạnh. Anh vùng lên khống chế được Bông Ga. Này nhé, tôi nhịn ông lâu lắm rồi nhé ông già. Già mà chơi dơ thì chỉ có cái kết sắp mặt lở thôi. Nói cho ông ta biết con trai ông giết mẹ của anh, và giờ kẻ thù chung cần giải quyết chính là Rôm. Rót cũng chạy ra thêm mắm muối cho Bông Ga dễ hiểu. Con khỉ đầu đàn lúc này bất ngờ nhảy xuống gầm lên một tiếng. Đàn khỉ nhanh chóng đi đến quay quanh bảo vệ Tác Gian. So về số lượng có lẽ đám thổ dân kia đông hơn, nhưng so chất lượng thì phe của Tác Gian có phần nhỉnh hơn đôi chút. Nếu chiến một trận thì nhóm thổ dân sẽ còn đúng mỗi cái nịt mà thôi. Cuối cùng Bông Ga cũng đồng ý thả Tác Gian đi mà không làm khó dễ anh nữa. Gen đang lo lắng cho anh thì nghe tiếng hú liền mừng rỡ, chính là tiếng báo hiệu của Tác Gian. Anh và Rót đứng trên núi nhìn xuống pháo đài của Rôm, có rất đông quân lính vũ khí hiện đại. Anh quay đi tìm đàn sư tử lùa hết những con bò rừng đến đó. Lúc này bên dưới tên Rôm hả hê với thùng kim cương to lớn, giờ chỉ còn đợi đám lính đánh thuê cập bến. Xem như cả nước Congo này sẽ biến thành nô lệ dưới trướng của hắn. 20.000 quân lính cũng đang gần cập bến. Cả pháo đài rung chuyển bỗng như động đất, hàng nghìn con bò đổ ầm ầm xông xuống pháo đài. Chúng đi đến đâu mọi vật đều đổ nát đến đó. Đám lính và các ông tướng vội vàng bỏ chạy, các thổ dân mở cửa lòng giam thả hết nô lệ. Lúc này chuyến xe lửa đầu phim đã đến pháo đài. Rôm chưa kịp vui mừng thì nhận ra đó là nhóm người thổ dân, với trang bị súng ống đạn dược đầy đủ. Lão gài Rôm tham lam sắp chết đến mông, vẫn không chịu buông tha cho người đẹp và kim cương. Tác Gian leo lên lưng một con bò đuổi theo Gian, sắp đến nơi chúng liền treo cô lơ lửng. Mấy tên lính định lợi dụng cơ hội thủ tiêu Tác Gian, nhưng xuôi là mấy tên này quên coi ngày nên bị bò đạp chết. Tác Gian đu dây đến cứu vợ rồi ném cho Rót. Anh băng qua bom đạn nhảy xuống biển. Rôm tưởng rằng anh đã chết nên hắn rất hả hê, nhưng chưa vui được bao lâu thì lại xảy ra chuyện không ngờ tới. Rót vớ được khẩu súng máy liền bắn liên thanh vào tàu của Rôm. Chiếc tàu bị thủng lỗ chỗ như tổ ong. Tác Gian lúc này trèo lên thuyền vận tăng áp suất lên hết cỡ. Tác Gian nhìn thấy ý đồ của đám lính đánh thuê chính là vali kim cương. Sau đó kéo vali kim cương định mang đi, bỗng chốc bất ngờ bị Rôm siết cổ từ phía sau. Ông ta tưởng chỉ như vậy mà giết được Tác Gian, nên định lấy kim cương rồi bỏ đi. Tác Gian liền phát ra tiếng gọi đàn cá sấu. Ông ta nghe tiếng gừ của anh thì sáp đến mỉa mai.
Tác Gian liền dùng chân gì ông ta lại không cho chạy, anh căn gân cổ hết sức khiến dây tơ bị đứt tung, sau đó hất ông ta xuống chỗ các bạn cá không xấu. Lúc này ông ta còn mặt dày cầu xin Tác Gian cứu mình, nhưng đạo diễn bảo ông chết thì ông không thể sống, chiếc thuyền ngay lúc đó cũng tự động nổ tung. Sóng xung kích mạnh đến nỗi đánh vỡ con thuyền của chỉ huy đám lính đánh thuê, lão ta hoảng sợ bơi tốc độ trở về tàu của mình. Hàng nghìn thổ dân hò vang mừng giải thoát, lúc này không chỉ có một vài bộ tộc, mà có đến vài chục bộ tộc với tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám lính đánh thuê. Đám lính đánh thuê rụt vòi quay thuyền trở lại, Gen đợi mãi không thấy Tác Gian trồi lên liền căng thẳng, nhưng anh lại lãng mạn xuất hiện từ phía sau như phim Titanic, chỗ người ta đang làm cơm chó ngon lành vậy á. Jordi lại ngửi mùi cơm chó rồi bảo, tôi không muốn anh ôm tôi đâu à nha, ồ không đâu, tôi sẽ không ôm anh đâu nè. Tội ác của vua bỉ cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Tác Gian và vợ quyết định ở lại sống luôn cùng ngôi làng, nơi mình đã sinh ra và trưởng thành. Một năm sau Gen sinh cho Tác Gian một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng ta cùng nhau hóng bộ phim về con trai của Tác Gian nhé. Đến đây là hết phim rồi, Tác Gian là một huyền thoại của những người dân Congo. Nếu không có anh thì họ sẽ có khả năng bị rơi vào thảm kịch nô lệ. Cuối cùng tình cảm anh em giữa Khỉ Á Cút và em trai Tác Gian đã hòa thuận trở lại. Có lẽ con trai của Tác Gian sẽ là một câu chuyện không kém phần hơn bố mình. Nếu bạn bị lạc vào khu rừng từ nhỏ giống Tác Gian, thì bạn có trở thành một người phi thường như anh hay không? Câu trả lời này sẽ nằm ở lời lý giải của mỗi người nè. Sống là phải đương đầu với thử thách một tí, mới biết được bầu trời bao la bên ngoài ra sao đúng không nào? Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.